chăng ở bên hàng sắt bê tông tiện nó không sao mà cô đây là bay là đá cùng với khăn nó không sao mà cô cứ bên bàn chơi màn tìm pearl này đây cứ chơi rút chấm lại đá rồi bỏ cái bàn chơi màn tìm pearl nữa chăng ở bên bàn chơi màn tìm pearl nó cứ sắp một ong để sau riêng bị nam một con một rồi bắt sập mũi đo một con một rồi đọc một con phi rồi đọc bằng bài chia ca phải chạy để quạt xa sao riêng nhé dương mơ bị tàu nó hát dương chỉ lòng về châu đó cho nên sự nghiệp về ăn cứ nơi vẽ cả đá ra tập quạt đi đập pi những đang ngày nơi vẽ cả đá ra tập quạt đi đập pi nó cô khai cho sao rồi xa tại bên ca đàn đá này kia ta pe đại dương che ta đàn đá này kia chẳng tới với thua chuyện chuyện bỏ tê nắng như mưa nghe vậy chẳng nói cho năm một quan phẩm bốn rồi chặt sập một này cứ chạm quạt bàn được tọp với dây lục còng cổ về lục cục còng còng cổ chẳng bảo xa ta chạm cục còng còng cổ nói cho năm nắng chẳng thua và bà chơi màn tìm phần lắm quạt sọc chặt tay quạt bàn cầm chặt chạm nắng chỉ liên tiền nắng chặt ở chân bị tật đây không ai bắn su mà chăn năm cầm chặt bàn ấy cứ prao về buôn chăn năm buôn chăn năm bàn ở sầm bàn ở cầm chặt chạm trên tiền nâng thật bị tật đây bàn prao bị cầm chặt chạm trên tiền hơi bàn quạt lang sao rìa cứ quạt lang sao rìa cầm chăn năm đấy mùi rồi bạt sập mùi hơi prang bàn mình chia tuốt tình đam vô tật đây chấm pa chẳng khỏi bị đánh chạm hơi quạt chập đam phục đi tật đây ấy cứ quạt chỉ đặt để được khăn phục cài mùi óng chẳng ban tật đam tật đây bị chấm pa ban chụp chảy đầu vô khẹt mũi được bò đầu đầu vô khẹt vô bờ tây chấm pa mà đã chỉ khẹt mũi được bò chả có phục bằng cô đã chỉ hại ra chỉ tật đây không ai làm ai nắng á chẳng ban tật đây chấm pa mũi trâu mà chỉ tật đây không ai chặt tục tham mặc hẹp chẳng nơi không ra chạy ca rồi ăn tật đấy khi mình tụng hôn thôn mà bờ dương dậy tới ban đây thà về lục vùng là với nè rồi xa và tê chung ba có tay ban và trên màn hình phần vài dô bàn la của quạt vài dô bàn xiêm có quạt men vài dô bàn đặt này tật đấy là mà là du hay năng mập hệ à năng mập hệ tiết cờ chia tật đây để rọp bình châu nó không tật đây không ai nó sẽ mãi năng đài nè phản tì thùng chẳng á chân sự nghiệp của ông sna đây nè này sừng cung một cách nâng vật vật thô à và ba chê màn tì bình phân lăng quạt cổ rộp chùm nứa và phốt sát sna ná đạch môn môn miền ở bộ mạng sát sna tại chê màn tì bình phân lưu vưu phốt sát sna quạt cư phốt sát sna chẳng quạt chặt tàu miền ca sang sang vọt ả ràm sả lá riêng tì phép tè sân nạ kẹ mình nế côm dây ruông cư quạt vô chất tục đạ phí tục với tình yêu bọc chia chôn mong quạt cực tử lưu chia chôn nâng khlang cổ bí sai đằng ạ này sáng sáng bọn sáng sáng trong ngọn cô đời xa ta cao phê dừng kriếm một cô mình ca khôi khát chả ăn chân quạt chua chua lòng quỳnh thôi mình thay mình nâng tiết quạt ban ao mình ca chị cụ tật mình thua cầm phê anh quạt chung quỳnh trong cô nâng tiết quạt mình nè nè về dừng mưa rụng như thế anh này chung quỳnh cái hà thạc cụ tật nữa cụ tật hay thôi cầm pe anh quạt chung với anh tiền cầm pe anh hay nâng cụ tật nâng và vài anh quạt chung với nhau phần màn chụp đọc pi cái đầu mệt cả để quạt thôi anh chăng pe để sợ tao trang trên tiền ấy vì mình phải bên ca làm bạn làm ca trên tiền hay quạt cậu ban chua chua và xa khôi khan thì ra anh đào xa sang kia em này thì hai và xa đại quạt ca sang tham ấy mới chừng nuốt còn miền nay đôi chỉ và xa phải chua ăn và xa tập rôm và xa nó cô hẹp sẵn tia chứ mà anh đang sắp tay chia phần xa tại sang song lang đau phải bạc chơi màn tì phòng phần chia snap ra hóa rồi bỏ vào áng đó